Anh em đừng bỏ qua cái clip này ha. Trong clip này sẽ có rất là nhiều huyết long, gần 20 con huyết long size 50 mấy, cá kéo ao chuẩn chỉ, cực kỳ đẹp, body rất đẹp, có những con màu đã lên đỏ luôn rồi. Chỉ mười mấy củ thôi nha, cá chuẩn hoàn toàn nha. Trong clip này không phải là cá xả, cá đẩy đi hết nha cả nhà, mà là cá tuyển, cá đẹp 55 xăng cho đến 58 xăng. Chỉ từ 18 củ mấy một con thôi. Cực đẹp luôn. Đây là cá tuyển. Rồi. Và trước mặt mọi chúng ta đây là bé ô số 1 nha cả nhà ơi. Con này là cực kỳ chuẩn luôn, mắt môi cực kỳ chuẩn nha. Cá nuôi ao đem lên cho nên là anh em chúng ta thấy nè. Mắt môi nó cực kỳ đẹp luôn. Môi con này như hàm cá mập. Con này là bao dư môi trọn đời nha cả nhà. Bao không bao giờ dư môi trọn đời cho mọi chúng ta. Ô số 1. Đó, clip ngày 21 tháng 9 nha mọi người ha. Em này là 23 củ, 58 xăng. Đó, màu mè đuôi kèn mọi người chúng ta nhìn thấy rõ ràng trước mắt mình luôn. Đó, rất là đẹp nha mọi người nha. Ô số 1, 23 củ, 58 xăng, một con cá hoàn hảo, đuôi kèn. Đó, tất cả càng dài đuôi to nha, chuẩn chỉ hết nha mọi người nha. Ô số 1, 23 củ nha mọi người nha. Quá là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo là một bé ô số 2. Con này chỉ có 18 củ 8 thôi. Màu cực kỳ xuất sắc luôn nha mọi người nha. Đó, vậy đã lột lưng rồi. Đầu màu xanh lá cây. Những con này anh em về chúng ta mở đèn led thôi là nó đã lên đẹp rồi. Đó, 55 xăng, 18 củ 8, ô số 2. Hoàn hảo nha mọi người nha. Perfect nha. Cá chuẩn chỉ không lỗi nhỏ nha. Rất là sung, ăn uống rất là khỏe mạnh, màu mè cực kỳ nét luôn, anh em có thể nhìn thấy ha. Ô số 2, 18 củ 8. Quá là đẹp luôn. Đuôi khích rịch nha mọi người nha, body ngắn như là sọt luôn ha. Đã chưa? Ô số 2 nha. Rồi, phía bên dưới đây là ô số 3. Lại là một bé hoàn hảo, mắt môi đuôi kèn màu mè tất cả mọi thứ nha mọi người nha. Em này là 24 củ. Đó. Đuôi kèn, đầu mũ 56 xăng. Đẹp chưa? Mọi người thấy kèn dài chưa? Đuôi to chưa? Mắt môi cực kỳ chuẩn chỉ nha mọi người nha. Đó, vẫy không một lỗi nhỏ luôn, đều tăm tắp nha mọi người. Rồi. Ô số 3, 24 củ nha mọi người nha. Con này là viền vảy nó đã lên đỏ rồi. Đấy. Body đuôi càng rất đẹp nha mọi người nha. Ô số 3, 24 củ, 56 xăng nha. Con này là về đánh đèn là tuyệt vời luôn. Rồi, phía bên đây là ô số 4. Đây, đầu mũ body rất đẹp luôn, đuôi to càng dài ngắn đòn nha mọi người nha. Con này đuôi đuôi đẹp lắm nha, đuôi răng cưa. Đó, đuôi quạt răng cưa càng dài, đầu mũ cá chuẩn chỉ sung. Em này là 54 xăng, 19 củ 5 thôi mọi người nha, 19 củ 5 cho bé này. Tuyển cực kỳ đẹp luôn. Anh em chơi cộng đồng cũng được nha. Mấy con cá này nó đã sống cộng đồng từ nhỏ rồi. Em nuôi dưới ao cho nên là rất là dễ nuôi và cũng như là rất là dễ ghép cộng đồng luôn. Đó, rất là thích hợp cho anh em mình chơi cửu long nha. Ô số 4, 19.5 củ. Cá chưa tên lên đèn ngày nào nha mọi người nha. Ô số 4, 19 củ 5. Tuyệt vời luôn. Đây, đây, body đẹp, đầu muỗng đây. Ô số 5. Ô số 5. 18 củ rưỡi. 18 củ rưỡi nha mọi người nha. Đầu muỗng càng dài đuôi to. 18 củ rưỡi. Xuất sắc luôn.
Đuôi rất đẹp, đầu mũ, body rất là ngắn nha mọi người nha. Cá chuẩn chỉ hết nha. Ô số 5. 18 của năm 21 à, mã clip là 219, là đang ngày 21 tháng 9 nha cả nhà. Đầu muỗng nè, cá lớn mà đầu muỗng mắc voi chuẩn cỡ này nữa, anh em không chơi được chơi cá nào bây giờ. Ô số 5, 18 củ 5 thôi. Thị trường thì cá lớn không có nhiều đâu cả nhà ơi. Giờ cá nhỏ nhiều chứ cá lớn cỡ này thì chỉ có mình em là sở hữu nhiều nhất thôi. Đây là ô số 6 nha mọi người nha. Ô số 6, đầu muỗng càng dài đuôi to. Cá cực kỳ là sung luôn. 54 xăng đó. 18 cũng chín, càng rất dài và đuôi to, càng rất dài và đuôi to. 18 cũng chín, ô số 6 có nhận giao lưu đổi cá lõi nha mọi người nha. Đổi cá lõi nâng cấp những dòng cá thấp lên và có hỗ trợ góp luôn ha. Cá này ô số 6, 18 cũng 9 nha mọi người nha. Càng dài và cong rất đẹp nha. Dáng khỏi nói luôn. Bao đẹp. Rồi. Tiếp theo là ô số 7 nha. Ô số 7 con này màu cực kỳ đậm luôn. Con cá màu rất đậm. Lòng vảy cũng đậm luôn. 17 cũng 9. Ô số 7. Ô số 7 nha mọi người nha. Đó, cá chuẩn hết luôn. Càng dài đuôi to. Con này 58 cm, 59 cm luôn. 58, 59 cm nha cả nhà ơi. Đó, cá chuẩn chỉ, màu cực kỳ đẹp luôn. 17 củ 9 thôi. 17.9 củ thôi. Rồi, phía trên đây là ô số 8 nha mọi người nha. Ô số 8 này là 19 củ 5, 19 củ 5, con này rất là bự nha. Body nó như cái tàu ngầm luôn, đầu mũ, mắt môi chuẩn chỉ, màu đã lên rất là tốt rồi. Đó. 19 củ 5, con này là 58 cm, 19 củ 5 nha mọi người nha. Em quay rất là cận cảnh, anh em mình có thể xem chi tiết đuôi càng màu mè mắt môi các thứ nha mọi người nha. Đó, body như tàu ngầm bơi lù 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 trong bóng đêm. Ô số 8, 19 củ 5. Đã chưa? Rồi, tiếp theo là ô số 9, một bé đầu siêu nhỏ, càng dài, đuôi chà bá bự luôn. Đó, hồ này gần như là để đèn trắng luôn nha mọi người nha. Đó, càng dài cong, đuôi to, đầu muỗng mắt môi chuẩn chỉ, 18 củ 5, ô số 9, 55 cm. Những con mà lòng vảy nó đen như vậy á, anh em chúng ta đánh màu nó lên rất là nhanh. Đánh đèn màu nó sẽ lên vảy rất là đẹp nha, lên rất là nhanh. Ô số 9, 18 củ 5. Cá rất đẹp, ăn uống rất là mạnh nha cả nhà. Cá nuôi ao mà. Luyện cho nó ăn cá biển, cho nó ăn đồ rất là bình thường. Rồi, bên dưới này là ô số 10. Con này đuôi kè cực kỳ đẹp luôn. Đó, màu mè rất là đẹp luôn. Chỉ có 21 củ thôi. 57 cm. 21 củ cho bé này. Đó, body tê tái luôn. 21 củ ô số 10. Càng đã chưa? Trời ơi, cặp càng kìa mọi người ơi. Body kìa, đầu muỗng mắt môi kìa. 21 củ thôi. Cá đẹp. Và lúa thì quá mềm trong cái đợt này luôn. Ô số 10 nha. 21 củ. Rồi. Đây, mình đến với bé tuyển đặc biệt.
Ô số 11 siêu màu. Ô số 11 này là 28 củ, 55 xăng. 28 củ nha cả nhà ơi. Đó, đầu muỗng nè. Càng dài nè, màu VIP nè, mắt môi chuẩn chỉ nha. Đó, đẹp chưa? Ô số 11, 28 củ. Quá xuất sắc cho bé này luôn. Rồi, ở đây là ô số 12. Đó, xung cực kỳ luôn. Ô số 12 này 57 xăng. 19 cũng chín. Body màu mè tuyệt vời luôn. 19 cũng chín, ô số 12. Cái cực kỳ sung, ăn uống rất là khỏe. Ô số 12, 19 cũng chín nha mọi người nha. Đây, bé bự màu rất đỏ luôn. Ô số 13. 24 củ. Cá cực kỳ là sung nha mọi người nha. Cá cực kỳ sung luôn. Màu mè rất đẹp. Cá chuẩn chỉ không lỗi nhỏ nha. 24 củ. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đẹp từ body đẹp tới màu. Đó. 55 xăng. Tuyệt vời nha cả nhà. 24 củ. Ô số 13. Rồi, tiếp theo là ô số 14. Ô số 14 này là 58 xăng. 22 củ. Cá chuẩn chỉ màu rất là đậm luôn. Hai mươi hai củ ô số 14 nha cả nhà, 58 xăng nha. Càng dài lắm á. Ô số 14. Và đây là ô số 15. Màu đẹp. Body đẹp luôn. Chỉ có 18 cũng chín thôi. Đẹp chưa? Con nào đậu cũng muỗng hết nha mọi người nha. Đuôi đỏ, càng đỏ, vảy đỏ, môi đỏ. Chuẩn chỉ hết, mắt môi nha cả nhà ơi. Ô số 15, 18 cũng chín. Không phải con nào cũng khen, mà là tất cả đều là cá tuyển trong cái bài này. Còn những con xả em vừa rồi em bán 12 chín, 13 mấy, 14 mấy hết rồi. Có rất là nhiều, anh em nào cần cá xả thì coi cái clip trước nha. Ô số 15, 18 cũng chín nha. Rồi, ô số 16. Nè, mọi người chúng ta nhìn body cá như vậy nè. Sao chê? Đó. Đầu đuôi cỡ đó. 56 xăng. Đầu muỗng cỡ này. Mắt voi chuẩn chỉ. Cá nuôi ao mà. Đó, đuôi to càng dài. 22 củ. Ô số 16 nha mọi người nha. Ô số 16. Đây. Đúng. Cái đầu nó rất là nhỏ luôn mọi người thấy không? Rồi, và đây là ô số 17 nha, mọi người nha.
Con này là màu rất đẹp luôn nè. 21 củ ô số 17 là con cuối cùng trong cái clip này nha mọi người. Đó. Anh em mà thích con nào thì lụm con đó giúp em nha. 56 xăng ô số 17 con cuối cùng trong clip này luôn. Ok, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người chúng ta trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.